Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, phẩm thứ 11. Lúc đó vị Kê Lao Địa Thần bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ trước đến nay con từng chiêm ngưỡng đảnh lễ vô lượng vị Đại Bồ Tát, đều là những bậc trí huệ thần thông lớn không thể nghĩ bàn, độ khắp mọi loài chúng sinh. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây so với các vị Bồ Tát chỗ thệ nguyện rất là sâu rộng. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây có nhân duyên lớn với chúng sanh trong diêm phù đề, như Ngài Văn Thù, Ngài Phổ Hiền, Ngài Quan Âm, Ngài Di Lặc cũng hóa hiện trăm nghìn thân hình để độ chúng sinh trong sáu đường. Nhưng chỗ phát nguyện của Ngài, của các Ngài còn có lúc hoàn mãn. Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây phát thể nguyện giáo hóa tất cả chúng sinh trong sáu đường, trải đến kiếp số như số cát trong trăm nghìn ức sông Hằng. Bạch Đức Thế Tôn, con xem xét chúng sinh ở hiện tại nay và về vị lai sau, nơi chỗ sạch sẽ ở phương Nam, trong cuộc đất của mình ở, dùng đất đá tre gỗ mà dựng cất cái kham, cái thất, trong đó có thể họa vẽ, cho đến dùng vàng, bạc, đồng, sắt đúc nán hình tượng Địa Tạng Bồ Tát, đốt hương cúng dường, chiêm lễ khen ngợi. Thời chỗ người đó được đó ở được nhiều mười, được mười điều lợi ích. Những gì là mười điều? Một là đất cát tốt màu, hai là nhà cửa an ổn mãi mãi, ba là người đã chết được sinh lên cõi trời, bốn là người được hiện, bốn là những người hiện còn hưởng sự lợi ích, năm là cầu chi cũng toại ý cả, sáu là không có tai họa về nước và lửa, bảy là trừ sạch việc hư hao, tám là dứt hẳn ác mộng, chín là khi ra vào lúc có hệ thọ, có thần theo hộ vệ, mười là thường gặp bậc thánh nhân. Bạch Đức Thế Tôn, chúng sinh trong đời sau cùng hiện tại nay, nếu ở nơi phần đất của mình cư trụ mà có thể làm ra sự cúng dường Ngài Địa Tạng như thế, thời được sự lợi ích như vậy. Vị Kiên Lao Địa Thần lại bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, trong đời này như có người thiện nam kẻ nữ, thiện nam kẻ thiện nữ nào ở trong chỗ của mình cư trụ mà có kinh điển này cùng hình tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, người đó lại có thể đọc tụng kinh điển này vào cùng và cúng dường hình tượng của Bồ Tát. Thời con dùng thần lực của con thường hộ vệ người đó cho đến tất cả sự tai họa như nước, lửa, trộm, cướp, nạn lớn, nạn nhỏ, vân vân, thảy đều tiêu sạch. Đức Phật bảo Kỳ Lao Địa Thần rằng: Thần lực rộng lớn của ông các thần khác ít ai bằng. Vì cớ sao? Vì đất đai trong cõi diêm phù đều nhờ ông hỗ trợ, cho đến cỏ cây, cát đá, lúa mè, tre lau, gạo thóc, của báu, tất cả những thứ từ đất mà có đều nhờ nơi sức thần lực của ông cả. Nay ông lại tuyên bày những sự lợi ích của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời công đức và thần thông của ông lại cùng thêm trăm nghìn lần trội hơn lúc thường. Ngài Địa Thần, trong đời sau như có kẻ thiện nam, người thiện nữ nào cúng dường Địa Tạng Bồ Tát cùng đọc tụng kinh điển này, chỉ có thể tu hành theo một việc mà đọc, mà trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện đã dạy. Thời ông nên dùng thần lực của ông mà ủng hộ người đó, cho để tất cả sự tai hại cùng sự không vừa ý đến nghe nơi tai, huống nữa là để phải cho chịu. Chẳng phải chỉ riêng mình ông hộ trì người đó, cũng có hàng quyến thuộc của Phạm Vương, Đế Thích, quyến thuộc của Chư Thiên ủng hộ người đó. Tại sao lại đặng các vị hiền thánh ủng hộ như thế? Đều là do vì người ấy chiêm lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát và đọc
tụng kinh bổ nguyện này, tự nhiên được rốt ráo xa lìa biển khổ, chứng đạo niết bàn an vui. Vì thế nên đảng ủng hộ một cách lớn lao như thế. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni So ha.